Cái này là còn nhỏ nha hí, ống to nó ra hơn nửa. Hồ cá này, hồ cá nha, hồ cá. Thì cũng sắp Tết rồi, tu viện đang còn sửa chữa một số cảnh vật cũng như là lồng đèn để treo chào năm mới nha mọi người, 2024. Xuất máy bơm nước inox, máy tăng áp inox, sản xuất máy bơm nước nha mọi người, hút sâu đẩy cao nha, máy tăng áp inox, an toàn sức khỏe cho mọi người, mọi người cần alo cho mình nha. Đây, cánh bơm này. Máy bơm kép này, máy bơm rưỡi một đầu này, máy bơm hai đầu bơm ha. Đó. Tăng áp inox, chuyên sản xuất máy bơm nước inox nhé. Máy bơm nước mọi người cần alo rất nhiều nha mọi người. Số điện thoại là 0906 329728, mọi người cần nhà lo cho mình để mình tư vấn cũng như báo giá, ship toàn quốc nha mọi người, đầy đủ các loại máy bơm nước cho mọi người lựa chọn nha. Bơm chìm bãi nhật này, bơm tóm bơm đồ nha mọi người, inox cùng bơm tăng áp, máy hai đầu một ngửa đủ thứ nha, một pha ba pha nha mọi người. Đây, đây là bơm chìm nồi điện nhật nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với mình 0906 329728, alo cho mình, mình sẽ tư vấn cũng như gửi hình báo giá và test máy bơm cho mọi người nha. Hàng chất lượng cao nha mọi người, điện 220 bao mọi người xài, bao ship bao giá nha mọi người, giá sỉ nhé, chuyên làm giá sỉ nhé mọi người. Cứ alo cho mình là mình mọi người sẽ có máy xài nhé. Bơm bùn, bơm bioga, bơm tưới, bơm hồ cá, hồ non bồ cũng như là bơm hèm rìu, bơm bổng rìu, bơm bột nha mọi người, bơm nước mạnh nha. Đặc biệt cái máy bơm chim bà nhật này nó bơm nước mạnh rất là ok nha, tại vì nó phải là tư về là nhựa nhá. Nhựa thì bơm nước mạnh thì nó là ok nhất nha mọi người. Mà hàng của Nhật này chứ, hàng sai hàng Nhật và giá lại rẻ nữa, còn chất lượng nữa. Thì mọi người không cần phải suy nghĩ nha. Bên mình thì uy tín 100%, một đổi một cho mọi người. Giờ mình đi vào chi tiết cho mọi người xem đây. Thì sáng nay thì có khách hàng ở ngoài Khánh Hòa hút nước mạnh nhé, đã đặt nên là 10 con, 2, 4, 6, 8, 10 10 con 750W. Như một con ở bên kia gửi cho khách lẻ là 11 con nhé. Thì mình đang làm, mình đang làm xong thôi này. Mình đó, tất cả đều giữ nguyên nhé. Mình đầu kết nối là điện thành điện 220 cho mọi người, dây nguồn 5m. Rồi mình sẽ test máy xong rồi đóng gói, cẩn thận đi gửi cho mọi người ha. Có thể là gửi trên xe hoặc là gửi qua giao bưu điện hoặc là giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm tại nhà nha mọi người. Khi máy đến nhà mọi người mở ra kiểm tra ha. Có thể là lấy nước sạch test vôi số nước hoặc là cắm điện chạy ha. Thì ok thì mọi người thanh toán cho shipper. Mọi người không cần phải đặt cọc cũng như là suy nghĩ gì nhiều nha mọi người. Thì hàng tới mọi người kiểm tra, test máy ok, ok thì thanh toán cho shipper. Đây là một con tăng áp nha mọi người. Con tăng áp, con này là tăng áp 1.5HT này ha. Hút nước thủy cục nha mọi người, hút nước từ dưới bồn lên nha mọi người. Đây bồn lên ha, bồn lên thì hút bằng lúc P34 nha mọi người. Máy này là máy inox 304, hút tăng áp êm bền, tiết kiệm điện cũng như là bảo vệ sức khỏe của mọi người nhé. Tất cả bằng inox. Đó, con dưới này luôn ha. Đây, hai con, một con như này là bơm hai ngựa, bơm kép chuyên hút giếng khoan. Thì đang hút cái giếng khoan này nè ha. Thì mấy cái giếng khoan nó bị hụt nước á, rồi máy nó bị kêu bật đàn lâu quá rồi phải thay luôn. Đây là một đợt lớn nhé. Bóc ra một nửa.
Đây mình thay tại chỗ luôn. Thứ nhất là thay bạc đàn này, thay bạc đàn cốt của cánh này ha. Xong rồi kéo giếng lên, thay bộ sâu của cái giếng này, tại nó bị hụt nước. Đó. Còn con ở trên kia thì ráp rồi để vậy nhé, vẫn còn thời gian, chạy rất là êm. Đây là còn một con máy kẹp hai đầu, một đầu bơm này, hai cánh quạt inox, máy hai ngựa hút sâu đẩy cao, inox 304 nha mọi người. Đó. Thì mọi người hút nước mặn hoặc là hút hóa chất cũng được, ok luôn nhé. Bây giờ mình thay bạc đàn phốt ở đây, mình tại chỗ luôn nè, tại nhà khách này mình thay luôn. Đó, bây giờ gắn vào nha mọi người, gắn vào. Thì đây bây giờ kéo bộ sâu lên rồi nha mọi người, kéo bộ sâu lên rồi này, hút sâu đây. Đây bộ sâu đây, bộ sâu này lâu quá nó bị phèn này, bị mất răng nó bị hư nữa ha, răng sâu bị hư này. Đó, giờ thay bộ sâu này rồi nha, đẩy lên cái nhà này, đẩy lên tới lầu 5 đó, lầu 5 ha. Đó, lầu 5 cao lắm, áp lực nước ép xuống rất là mạnh, nên cái bộ sâu nó bị hư cái răng. Đó, bây giờ mình ráp phốt sâu vào rồi, thay phốt sâu rồi, mùi nước vô rồi. Bây giờ mình sẽ thử nước, xả cái nguồn nước dơ này ra ngoài, xả nước dơ ra ngoài để cho nó chảy ra ngoài nha mọi người, để cho nó sạch cho bơm lên lầu nha. Ông nó đã nhỏ rồi, trong rồi á. Nước ở ngoài này thì thấp thôi, từ mặt đất xuống thì khoảng 5 mét là gặp nguồn nước tỉnh đó nha mọi người. Nước rất là sạch đẹp lắm, nước đẹp lắm, nước sạch lắm, quá mạnh luôn. Cái này là còn nhỏ nha hỉ, ống to nó ra hơn nữa. Ngày 27 à. Ống này ống 21 hay 20 à. Ống này không không. À, đúng rồi, ống 21. Ống 25. Người xả nước sạch xong nó bắt đầu cho nó lên lầu. Đây là cái, còn đây là một cái hồ cá này. Nó hồ cá này. Hồ cá nha, hồ cá. Cá này thì mình ráp con bơm chim nội địa Nhật, bơm chim nội địa Nhật ở bên kia ha, đó, nằm trong đó nhé, 750W, trong đó nha mọi người. Yeah. Nó chạy 24/24 nha mọi người, chạy hoài luôn á. Cái bể cá này thì nó chạy thì đó, chạy từ lên đó chạy xuống à, để tạo oxy cho cá. Còn nếu không có thì nó sẽ chết nha mọi người. Đâm ra con máy bơm chim bãi Nhật này nó chạy 24/24, năm này qua tháng khác á, chung cũng rất là ok, tiết kiệm điện mà lại mạnh, mà chạy được 24/24 nhé. Làm mát, nó làm mát bằng hai chế độ, một á, là ở trong nó có dầu, thứ hai là mát cuộn dây, thứ hai là ở ngoài thì làm mát bằng nước ha, nên đâm ra cũng chạy bền. Đó, người hy vọng chạy được mấy năm nữa là thay được rồi nha mọi người, giá rẻ mà chất lượng lại cao. Cá đây, cá này, đó. Bơm chim bãi Nhật nhé, bơm chim nội địa Nhật, chạy rất là ok nha mọi người. Rồi, bây giờ mình đi vào kết nối ông máy bơm là xong nhé, rất đẹp nha mọi người. Thì cũng sắp Tết rồi, tu viện đang còn sửa chữa một số cảnh vật cũng như là lồng đèn để treo chào năm mới nha mọi người, 2024. Anh tuber đang còn quay. Ok rồi, nước trong rồi nhé. Xe môi xuống đấy, xe môi xuống áp của cái này đúng không, áp được lái bởi vì rõ. Vậy giờ cái máy này là mình bây giờ mình để đâu thì cho nó không nó bị này? Cái này chỉ có để đưa nước xuống, đường xuống của máy của bơm nước à, qua lọc thì nó còn cái đường lên bể ba thì cho nó đi một đường thôi, đều phải thông suốt hết.